Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với kênh Zootomy của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Liên lạc với shop là các bác liên lạc với shop theo các số điện thoại này nhá. Cần tư vấn, hỗ trợ mua hàng, bảo hành, đổi trả nhá. Các đầu số này, các bác lưu ý cái đỏ này là đầu số của Vina. Ba số xanh này là đầu số của Viettel. Số xanh dưới là đầu số của Mobi. Thì các bác ở cái mạng nào, các bác gọi vào mạng đấy cho nó tiết kiệm chi phí nhá. Và shop phải có nhiều số điện thoại để phục vụ các bác được tốt hơn. Các bác gọi vào số này mà máy bận thì các bác vui lòng gọi sang số khác nhá. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ với người thân nhá. Hôm nay giới thiệu với các bác một cái lô hàng mới về chuẩn bị đồ về phụ kiện gà, phụ kiện mấy gà nhá. Chuẩn bị sắp vào mùa gà rồi nha các bác nhá. Chuẩn bị bước sang mùa gà 2018 này này. Nhà shop đang chuẩn bị lô hàng mới các phụ kiện và bẫy gà cho anh em nhá. Là giới thiệu của các bác này. Rất là nhiều. Đây tôi vừa mới chở về đây. Rồi. Nha, hôm nay xem có cái gì nào. Túi gà mồi các bác nhá. Túi gà mồi này. Đây, mỗi cái này chắc là một chục quá. Túi gà mồi với hai màu cơ bản nhá các bác nhá. Đó là màu lá cây khô và màu diện di nhá. Đây. Đây các bác nhá. Màu này ấy, là màu lá cây khô này. Đây, màu lá cây khô các bác nhá. Màu thịt cây khô này. Thế đây là cái túi này tôi nhập từ xưởng về thì nó chưa có theo cái cọc nhé. Thế còn khi mà gửi cho các bác thì nhà shop sẽ gõ làm cho bác một cái cọc inox tặng thêm cho các bác nữa nhé. Đây là cái túi nguyên bản thôi. Túi này là túi đế vuông nha các bác nhé. Túi đế vuông để đây sẽ đứng con gà này. Đó là màu lá khô. Thế bên cạnh lá khô đấy thì sẽ có cái màu rèn di này nhé các bác nhé. Màu rèn di này. Màu rèn di. Đây là cơ bản hôm nay là có túi gà mồi và hình như là có thêm dây xích chân nhé. Đây là dây xích chân được rồi. Các bác nhé, cần thông tin mua đồng liên hệ số điện thoại số này nhá. Đây là dây xích chân. Để tôi xem có phải là đúng hàng chuẩn đẹp như tôi đặt không nhá. Rồi. Đây các bác. Đúng cái dây mẫu xích xuân chuẩn nhá. Ưng ý mà đợt trước tôi đã làm video giới thiệu cho các bác đấy. Cái này tôi đặt xưởng làm. Làm đúng theo cái tiêu chuẩn như vậy nhá. Một cọng là để trong một túi như này. Đây các bác thấy này. Cái này ấy, thì đã cải tiến hơn so với đợt trước. Là các bác có phản hồi lại ấy, là người ta test một giây này. Test một giây này thì nó hơi mong manh nhá, hơi mong manh quá. Thì đợt này là tôi đã đề nghị với xưởng là không có test một giây nữa mà sẽ gấp đôi lại cho các bác luôn. Gấp đôi lại, chỉ đánh thòng ở đây này. Đánh thòng ở đây nhá. Là đánh cái thòng này này. Đấy, gặp đôi cái dây dù siêu bền này lại. Cái khoảng cách này nó là khoảng 90 phân đến 1 mét rồi. Là 1 mét rồi các bác nhá. 1 mét rồi. Thì cái dây dù này gặp đôi vào ấy thì có nghĩa là cái dây dù siêu bền này này sẽ là một đoạn dây dù siêu bền 2 mét nhá. 2 mét. Đấy. Thì các bác mà muốn đả đơn hay đả đôi hay là xe ba như nào là tùy các bác nhá. Đấy. Đây là xưởng cái bảo xưởng cải tiến như vậy đấy, là cắt một cái dây dù 2 mét gặp đôi lại, chỉ móc vào đây cho các bác thôi. Còn cái phần dưới này, các bác xem này, cái phần liên kết dưới với chân gà ấy thì vẫn đạt được cái tiêu chuẩn nhá. Chống xoắn là chống xoắn dạng đúc này, đan tết đẹp chắc chắn và nguyên cái sợi dây tết này là nó hình trụ nhá, hình trụ tròn chứ không phải hình vẹt đâu, không phải là dẹt đâu các bác nhé. Hình trụ hơi vuông góc đây, giúp cho nó kéo trơn tru hơn. Đây là cái đai này, đai thắt chân này.
khuyên thắt chân thì các bác nhé. Nói chung là nó rất là chắc chắn. Đấy. Cái này thì nó phải có độ mút nhé các bác nhé. Chứ lỏng quá thì gà nó dễ gỡ. Còn các bác muốn nó trơn thì các bác về các bác bỏ dầu ăn vào thì nó sẽ đạt được cái độ trơn hơn. Thế còn cái này nếu mà các bác để khô thì nó sẽ rít là cái điều chắc chắn rồi nhé. Nhưng mà nói chung là dây này là nó đạt được cái độ chất lượng các bác nhé. À, dây sinh nhật gà. Đây hình thức một sợi là sẽ như này này. Dây dù siêu mềm 2 mét, gặp đôi lại nha các bác. Đó. Luồn vào đây. Xong về các bác muốn dùng kiểu gì thì các bác dùng theo ý thích của mình nhá. Theo ý thích của mình. Đó. Đây nha các bác nha. Đây. Dây xích chân hàng rất là chắc chắn. Đây. Đó. Cái này tôi tháo tiếp một dây nữa nhá. Cái này tôi đặt thợ làm xưởng làm rất là đều nhau. 10 cái giống nhau cả 10 nhá. Cái nào cũng vậy. Các bạn thấy này. Nhá. Dù siêu bền. Rất là chắc chắn. Cái này thì dưới này người ta thắt nút sơ sơ lại để cho nó khỏi bị xô. Nhá các bạn nhé. Đây các bạn thấy không? Sợi nào cũng rất là đều nhau. Đây này. Đều nhau nhé. Đó, sợi nào cũng giống như sợi nào. Hàng này rất là chất lượng các bác nha. Chúng xoắn dạng đúc này. Dạng đúc các bác nhé. Đây này là dây hình trụ nhé. Rồi chuẩn bị cho mùa gà 2018 nhé. Thế đây là cái mặt hàng dây xích chân và túi gò túi đựng mồi. Thì đây này, shop cũng đã chuẩn bị cho các bác rất là nhiều giò bẫy nhé. Giò bẫy, giò đa năng chân đồng, cáp xe, dây dù siêu bền nhé. Thế rồi giò đá kiểu Thái Lan, giò đá Thái Lan này, cáp lụa chân inox nhé. Rồi mong nhận được sự ủng hộ của các bác nhiều hơn dành cho shop online Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Ngoài ra thì tất cả các mẫu loa mồi, loa bẫy để cho các bác chơi là đủ hết nhá. Các bác cần gì cứ liên hệ nhá. Đây, các đầu số của shop, các mẫu loa, quần áo ngụy trang này, quần áo ngụy trang tua lưới lá cây này nhá các bác nhá. Thế rồi mũ tai bèo, mũ két nhá, mũ két thì có cả cái màu đèn di này, còn mấy cái màu đèn di, còn cơ bản là màu lá cây khô nhá các bác nhá, màu lá cây khô như này, còn màu đèn di thì thế này. Mũ két này, khẩu trang này, túi đeo hông các bác nhá, túi đeo hông mà có thiết kế và đựng được cái chai nước ấy. Bên này có một cái vành đựng chai nước ấy, các bác nhá. Đây, túi đeo hông to, túi đeo hông nhỏ. Rồi các bác có nhu cầu chơi món gì thì vui lòng ủng hộ shop nhá. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhá. Các bác tạm dừng màn hình lại, lấy 5 cái số điện thoại của shop để các bác liên lạc với máy shop nhá. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Con chào các bác.